Sao anh lại chế biến cá lau kiến, một loài tưởng như là bỏ đi mà lại thành một đặc sản ngay tại Cần Thơ này? Thấy nhiều khi hồi đó em đi đánh cá tra, rồi giờ nghỉ đánh cá tra, rồi giờ cái cá kiến này nhiều quá, rồi giờ mình nướng bán thấy nó thơm, nó ngon, mình ăn thử, nó ngon. Mình nướng bán ngày đầu thì có chục ký à, người ta ăn thử được, cái người ta nói thôi mày nướng mày bán được đó, bán là bé nó thèm, nó ăn thì ngon miệng, nhưng mà nhiều khi bé bệnh gì hay không, hoặc là chế biến nó chặt cái đồ ăn đó nó kỵ cái đó hay không mình cũng không biết, chứ thường ngày là cá này thì đâu có nghe nói kỵ gì cái gì hết. Bé Thu, cô bác quý anh chị, có thể là như thế này, về bé Thu mà ăn cá lau kiến á mà không may mà qua đời, có thể nguyên nhân mà Bùi Hồ nghĩ nó rất là nhiều nguyên nhân. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại Bùi Hồ cùng với các anh em đang có mặt tại quận Thốt Nốt của thành phố Cần Thơ. Và phía trước mặt của cô bác quý anh chị, đây là một xe bán cá lau kiến. Đây là anh Tông, mỗi ngày anh bán ra khoảng hơn 50 cá lau, 50kg cá lau kiến mỗi ngày. Một hai ngày qua thì Bùi Hồ cùng với các anh em có đọc một số thông tin của tất cả các bạn rằng có một bé tên Thu ở Gạch Giá vì thèm ăn thịt cá lau kiến mà em phải xuống mương bắt, và sau đó em ăn và không may thì em qua đời ngay sau đó. Cái câu chuyện của bé Thu ăn cá lau kiến qua đời thì cũng không biết như thế nào. Nhưng trước mắt thì Bùi Hồ cũng như là các anh em xin chia buồn cùng với gia đình vì sự mất mát to lớn này. Và cá lau kiến là một loại cá, trước đây là một loại cá cảnh, và người ta nuôi chủ yếu là dùng để lau kiến nè, dùng để trang trí. Tuy nhiên thì loài cá này sinh sản khá là nhanh và ở ao, ở hầm rất là nhiều. Ngày trước đây thì người ta không có ăn cá này đâu, và sau này thì người ta dần quen với loại là với một loại cá là như thế này, và người ta cho rằng ăn cá này nó ngon như là ăn thịt gà, và thậm chí những tay sành nhậu là người ta thích ăn cá này hơn là ăn thịt gà. Và đứng cạnh Bùi Hồ là anh Tòng đã có hơn 5 tháng bán cá lau kiến ngay tại quận Thốt Nốt của thành phố Cần Thơ. Em chào anh Tòng ha. Dạ. Thì anh hiện nay thì ngày hôm nay thì anh có bao nhiêu ký cá lau kiến bán ra thị trường? 45 ký anh ơi. 45 ký cá lau kiến, và giá tiền của mỗi ký là bao nhiêu, mỗi con là bao nhiêu anh? Một ký là em mua vô 25 ngàn. Dạ. Rồi em phân loại con bự thì bán hai con bự thì bán 40 hoặc là 50. Dạ. Thì 60 là cao nhất. Dạ. Rồi 25, rồi 20 là nhỏ. Vì sao anh lại chế biến cá lau kiến, một loài tưởng như là bỏ đi mà lại thành một đặc sản ngay tại Cần Thơ này? Thấy nhiều khi hồi đó em đi đánh cá tra, rồi giờ nghỉ đánh cá tra, rồi giờ cái cá kiến này nhiều quá, rồi giờ mình nướng bán thấy nó thơm, nó ngon. Mình ăn thử, nó ngon. Mình nướng bán ngày đầu thì có chục ký à, người ta ăn thử được, cái người ta nói thôi mày nướng mày bán được đó, bán đi. Thì từ giấc đó mà em mới làm hoài tới. Cá lau kiến này là một loài cá máu nhiều, rất tanh. Thì anh làm sao để anh xử lý hết cái quy trình của con cá? Khi em mua về thì cá sống không à, thì em mổ bụng, rồi mổ cái màng đen trong bụng ra, rồi mới rửa nước sạch, rồi quay lại rửa cho 2-3 lần vậy đó anh ơi. Dạ. Cho sạch, cảm thấy sạch rồi cái mình ngưng. Dạ. Rồi mình mới ướp gia vị vô, rồi mình ướp sả, ướp mỡ hành vô, rồi mình quấn gia trì đem đi nướng anh ơi. Đánh giá chung của khách hàng á, nói về cá lau kiến này thì như thế nào anh? Những người mà thưởng thức cá mà anh chế biến ra như thế này nè, thì em hỏi người ta ăn ngon không anh chị, người ta nói ngon. Thì nhiều khi người ta mua, người ta ăn tại chỗ, người ta mua về 3-4 con, chục con nữa. Dạ. Thì ai có điện em cho số điện thì em cũng dẫn đi giao luôn. Giao từ vòng vòng ở quận Thốt Nốt nè. Thì có khách hàng nào mà họ ăn quen đến nỗi mà quên một anh không bán một ngày thì họ lại nhớ không? Có anh ơi, anh ở trong Kinh Ba nè. Dạ. Anh thường ngày anh điện hoài, anh hỏi có nướng không, có nướng không. Khi có dịp ngay trăng, cái dịp lễ 2 tháng 9 em cũng không có cá bán nữa. Em nghe một số cái câu chuyện người ta truyền miệng với nhau rằng cá lau kiến này ăn nó có thể trị bệnh, thì anh có thể chia sẻ cái câu chuyện đó được không?
người ta nói thôi, mình cũng chưa tin nữa, chưa biết nữa. Dạ. Thì bà vợ thì bà bệnh tiểu đường đó. Ừ. Thì khi mà bà ăn, bà nói bác sĩ nói khám đường nó hạ rồi, bà ăn trúng cái gì rồi, thôi về bà ăn thứ đó đi. Ừ. Rồi bà ăn thì thấy cũng bình thường vậy đó, không có gì xảy ra hết. Dạ. Những ngày qua thì 2-3 ngày qua người ta lại đau thương vì một cô bé chỉ mới 14 tuổi. Thì không may thì cô bé này thèm cá lau kiến, sau đó thì xuống mương bắt và ăn, không may thì cơ thể của em khó chịu và em đã qua đời luôn. Đó là nỗi mất mát lớn đối với gia đình. Thì người ta nói là ăn cá lau kiến có thể là có độc, và thậm chí là những người ta khuyên em như thế này nè, trước đây em cũng đã từng ăn loại cá này. Người ta nói là người thân của em, người ta nói là thôi anh đừng ăn cá lau kiến nữa. Thì anh muốn chia sẻ, vì anh là một người buôn bán, thì anh muốn chia sẻ gì về cái câu chuyện đó? Rồi em cũng muốn chia sẻ, khi là bé nó thèm nó ăn thì ngon miệng, nhưng mà khi bé bệnh gì hay không, hoặc là chế biến nó chặt cái đồ ăn đó, nó kỵ cái đó hay không mình cũng không biết. Chứ thường ngày là cá này thì đâu có nghe nó kỵ gì cái gì hết. Dạ. Nhiều khi bé nó ăn cá đó rồi xong rồi, hoặc là ăn cái thứ khác vô nó kỵ. Ok, anh có nghe cái thông tin đó không anh? Không nghe anh ơi, bữa nay là thật sự mới nghe lần đầu tiên luôn á. Mới nghe anh luôn. Anh nghe thì anh có sợ mình thất thoát doanh thu không? Không không, không nghe, không sợ. Thế cũng bình thường anh ơi. Dạ. Tại vì người ta đã ăn rất là nhiều năm tháng qua, thì mỗi một ngày anh bán là 50kg cá. Thì một tháng là bán hơn 1,5 tấn. Thì 5 tháng thì khoảng 10 tấn cá, thì họ có phàn nàn rằng ôi tôi ăn cá lau kiến này có khó chịu trong người gì không? Không anh ơi. Không ha. Dạ. Người ta chỉ phản ứng một câu là gì? Một câu nói cá này ngon. Còn bán hay không? Em có em có nghe nói câu chuyện là một cái anh nào đó anh bị gì, cái chân bị gì? Chân bà chị hai vợ chồng đó, em đó đi du lịch ra đây ghé ăn hoài à. Dạ. Mà lúc đó là chạy xe bị tai nạn gãy cái giò. Dạ. Mà vẫn ghé ngồi đây ăn. Dạ. Ngồi đây ăn rồi không biết cái giò có sao không mà cũng không nghe nói. Dạ. Vậy đó rồi cũng ngồi 3-4 ngày là lên ăn, 4-5 ngày là lên ăn, phi ăn liên tục 2-3 ngày nữa. Dạ. Những ngày qua thì nói chung là nghe thông tin đó thì cũng rất là buồn cho gia đình, cũng mong là gia đình sẽ sớm khắc phục những cái nỗi buồn như thế này để mà trở lại cuộc sống, để mà tiếp tục, để cũng mong là cô chú anh chị Mạnh Thường Quân mà xem được cái clip của các bạn á thì có thể hỗ trợ cho gia đình để vượt qua những cái lúc khó khăn như thế này, đặc biệt là mất mát nào nó cũng mang đến một cái sự đau thương. Thì đây là một cái nghề mà cô bác quý anh chị biết không, anh Tòng á, trước đây ảnh là một công nhân, anh với vợ của anh cùng sống ở trên Bình Dương đúng không anh? Bình Dương hay Đồng Nai? Sống ở thôn quê, không đi đâu xa. Anh làm một cái nghề khác, thu nhập không ổn định, thì sau đó anh là một người từng thưởng thức cá lau kiến này, anh ăn anh thấy nó ngon và anh đem ra bán thử. Ngày đầu bán chỉ 10kg thôi, và sau đó thì được mọi người, những khách hàng thân thiết đến tìm đến anh ăn rất là nhiều. Và thời điểm hiện tại là 50kg cá lau kiến bán ra mỗi ngày. Anh chỉ nghĩ những ngày như là gầm hoặc là những ngày lễ lớn về chùa đó hả anh? Dạ dạ đúng rồi, nghỉ mấy ngày lễ lớn á. Dạ. 18 tháng 5 rồi gầm tháng 7, gầm tháng 10, mấy ngày đó mình nghỉ chứ hả? Dạ. Quay trở lại trường hợp của bé Thu, cô bác quý anh chị, có thể là như thế này. Về bé Thu mà ăn cá lau kiến á, mà không may mà qua đời, có thể nguyên nhân mà Bùi Hồ nghĩ nó rất là nhiều nguyên nhân để dẫn đến, có nhiều nguyên nhân mình nghi ngờ thôi nha. Ví dụ có thể là nguồn nước ngay tại bé Thu bắt cá thì nó có thể là nhiễm chì, hoặc là nhiễm một cái độc tố nào đó, hoặc là trong mình của con cá đó có thể là một loại virus nào đó mà bé Thu vô tình ăn chúng phải. Hoặc là nguyên nhân thứ ba rằng đó là cơ thể của bé đang có vấn đề nên thành nữ là ăn cá lau kiến thì nó khó chịu, rồi thành nữ dẫn đến sự ra đi đột ngột của bé mà để lại sự đau thương cho tất cả các mọi người. Hôm nay đến đây chia sẻ cái câu chuyện này để cho cô bác quý anh chị hiểu rõ thêm về loài cá lau kiến, một loài cá mà được một anh nông dân anh biến từ loài cá bỏ đi thành một đặc sản. Và không nói nhiều nữa, để chứng minh kiểm nghiệm cái điều đó thì các anh em mình sẽ là những người trực tiếp thưởng thức một loại cá lau kiến được anh nông dân chế biến ngay tại nơi này. Ở đây thì cá lau kiến anh có chế biến thành mấy loại ta? Có hai loại anh ơi. Hai loại, đó là nướng và nướng và lột. Và chắc có lẽ ngày hôm nay á thì
các anh thì cũng có những anh ăn chay, có những anh lè lại cá không được, thì Bùi Hồ với lại một người bạn Đạt Thuận Đức luôn ha, với lại Đạt Đồng Tháp, với lại một kênh chuyên review về ẩm thực, đó là Quán Quê, sẽ thưởng thức ba con cá, thì trong đó có hai con cá nướng và một con cá hấp xả chính cho chị. Chính rồi mọi người, mùi thơm bây giờ của cá nó bay lên, nó làm cho mình nực nồng cái mũi, thành thử là mình sẽ muốn thưởng thức để chứng minh cho tất cả các bạn biết được rằng đây là một loài cá hoàn toàn vô hại và nó có thể là một món ăn ngon ngay tại vùng đồng bằng, ngay tại vùng đất Cần Thơ. Mời cô bác quý chị cùng qua đây thưởng thức với Bùi Hồ ha. Cá leo kiến luộc xả, loài cá này thì rất là nhiều máu nên nó sẽ rất là tanh, tuy nhiên mình ăn nóng á, thì nó sẽ rất là ngon. Và để thưởng thức loài cá này á, thì chị chủ sẽ cho mình một cái khăn lạnh nè, đây là một cái khăn lạnh đó, cho mình một cái bao tay, và đây là những cái bao tay của chị chủ đó, mình sẽ mang vô. Cá này cái vỏ của nó cực kỳ cứng luôn, nên mình nếu như mà xé không kỹ á nha mọi người, thì nó sẽ đứt cái tay của mình luôn á. Và ăn kèm thì sẽ có là rau thơm, rau găm, với lại rau diếp cá. Đây là ba loại rau chủ yếu phổ biến ha. Thì nãy anh Tòng anh có chia sẻ rằng anh nói là không biết là bé Thu á có ăn kèm với thứ gì, hay là cơ thể của bé như thế nào á, thì cái việc đó thì chắc có lẽ là cơ quan chức năng sẽ, đó là việc của cơ quan chức năng, người ta sẽ điều tra và làm rõ về cái việc của bé ra đi như vậy. Còn nghe đây có mỡ hầm nữa, thấy không, nên khi mình ăn vào nó béo, cái này anh có ướp nữa nó đậm đà lắm nha. Lúc trước mình có ăn một lần rồi thì mình chỉ banh ra như vậy thôi, giới thiệu mọi người. Nhưng muốn ăn cá lóc kiến á thì mình phải bẻ làm đôi. Thời điểm này thì phải nói là ăn cá lóc kiến thì nó hơi có phần gì đó gọi là nhạy cảm, và đặc biệt là cái công việc kinh doanh của anh Tòng chắc có lẽ là nó sẽ trì trệ, nó sẽ chậm xuống, vì đâu đó gần tâm lý mà, tâm lý chung thì nó vẫn còn e dè cái việc mà khi mà nói như vậy. Cô bác của anh chị có nghe cái câu chuyện mà một cái anh ăn cá mắc xương mà bị chết không? Trước đây có một cái câu chuyện thì lúc đó thì người ta lại ngại ăn cá, người ta chuyển sang người ta ăn thịt nhiều hơn, nhưng mà sau cái làn sóng đó thì người ta lại chuyển sang cá trở lại. Dù gì đi chăng nữa thì cá là một loài mà nó cung cấp nhiều đạm, tuy nhiên nó ít cholesterol, có nghĩa là ít mỡ, và đạm của cá thì nó dễ tiêu hơn, đặc biệt là đạm của loại cá basa ha, có nhiều DHA nè, thì nó xuất khẩu sang nước ngoài luôn. Còn bây giờ mời cả nhà thưởng thức một loại cá với mình ha. Ừ, ngon quá. Con cá luộc đó, cái thịt mình xé ra nó giống như cá. Nước mắm ngon cả nhà, vừa ăn. Đầu tiên cho hỏi câu thôi, cảm giác như thế nào? Khi mà anh em mình làm video clip này á, thì vì những người mưu sinh ở đường phố như thế này, họ đã kỳ công làm ra một loại cá để mà bán cho mọi người, để xác minh được rằng có phải là cá lóc, cho cô bác anh chị hiểu rõ thêm, những người mà cô chú anh chị là những người Việt kiều á, để biết được rằng cá lóc kiến nó có thật sự là nó có độc như vậy hay không. Chứ không, ngoài ra thì không có nhằm mục đích gì khác. Và cũng là một lần nữa thì cũng vô cùng tha thiết các anh em chia buồn với lại gia đình của bé Thu vì sự ra đi, tuổi còn rất là trẻ. Cá lóc kiến này anh em tôi bằng ăn từ đó giờ cũng nhiều rồi. Hồi đó giờ ăn là hàng tạ cá lóc kiến ha. Chung là anh em mình đã quê mọi người. Cái loại cá này mà khi tách đìa rất là nhiều luôn. Ngày xưa bắt là người ta chỉ cho thôi á, cho mà không lấy. Còn ngày nay thì cá này bán tầm giá là 20.000 đồng một ký. Còn bằng rồi á là 40 đến 50.000 một ký. Đúng không nha? Cá này á thì mình ăn với nước mắm me với cá, muối ớt. Cá này thì để thành phẩm một cái con cá thì anh Tòng là người buôn bán phải chế biến hơn 15 phút. Nướng 15 phút nữa là 30 phút ha. Anh phải làm rất là kỹ. Anh phải lột sạch cái phần đen đen ở trong cái bụng của con cá. Còn đây là cái phần trứng của con cá nè mọi người. Anh Tòng có chia sẻ rằng loài cá này á, có nhiều người họ ghiền ăn trứng, họ đến họ chỉ xin được ăn cái trứng cá thôi đó. Nhưng mà đối với mình thì cái trứng này nó khá là béo, nó béo ngậy luôn á, nó béo hơn cả hột mít luôn. Nên là nữ của mình cũng ăn ít cho mọi người biết thôi, để mọi người sẽ nói rằng là ăn đôi khi mình là ăn thịt mình không ăn trứng, biết đâu ăn trứng có độc. Nghe lâu nó béo nhưng mà lúc đầu mình nhai nó thịt thịt có độ sạm á, có độ hơi sạm, nghe lâu nó béo. Loại cá này á
thì cái vỏ nó ăn không được, lý do là nó dày lắm, cái ruột nó ăn không được, nhưng mà cái phần mang á, cái phần mang chỗ này nè ăn nó béo lắm, cái đầu là béo nhất. Đối với cá lục xả này nè, cái đầu là béo nhất. Đúng rồi. Cái câu chuyện mà người miền Tây ăn cá lao kiến là nó đã có từ Bùi Hồ không nhớ không lầm thì khoảng 5 năm nay rồi. Hàng chục năm nay không? Đúng rồi, khoảng hàng chục năm nay à. Đó, thấy chưa mọi người, cái thịt nè, nó trắng mà ha, ngoài kia ướp nướng lên nó vàng nhìn ngon, như thịt gà là có thật nha. Không có cái muỗng này dưới lên ăn ngon đời. Cá này thì chị chủ có cho hai loại nước chấm. Một là muối ớt, hai là nước mắm, mình sẽ chấm ít muối ớt ha. Là dai nên một coi đũa với một cái tay nó không có được bóc luôn á, nó như là thịt gà từ đạt lọc ra đẹp quá đó. Dưới một cái trời nắng nóng như thế này mà thưởng thức cá này nó cũng, bây giờ nghe cái tin đó Bùi Hồ ăn có bị tâm lý chút không? Không, mình thì ăn quen, mình thì nó tại vì cũng từng thưởng thức cá lao kiến này rồi, cũng từng ăn rồi và mọi người cũng đã ăn rất là nhiều rồi, nên cái câu chuyện là ăn cá lao kiến nó bị giống như bị ngộ độc cá lao kiến á thì nó hơi có gì đó mình vẫn nghi ngờ về những cái nguyên nhân khác, chẳng hạn như có những loài cá nó kịch độc giống như là cá nóc. Người ta khuyến cáo rằng cá nóc là một loài cá không nên ăn, tại vì một ở trong cái cơ thể của con cá nóc á, mình làm không sạch ở trong cái phần nội tạng của nó, mình ăn chỉ cần trúng thôi là chết, thì đó là có thật. Thứ hai là con cóc của mình á, đúng không, con cóc mà mình ăn ngay cái trứng cóc á thì nó sẽ chết. Còn loài cá lao kiến này đã ăn rất là nhiều rồi, ăn 10 năm nay và số lượng người ở miền Tây họ sử dụng, khi mà lượng cá ở miền Tây nó khan hiếm dần. Trước đây miền Tây là dựa cá của, phải nói là bước xuống nước là dẹt cá để đi á thì rất là nhiều, thì loài cá này á người ta cực làm nè, cực công nè, và nó có vị tanh nhiều hơn nên người ta không có ăn. Và hiện nay ở miền Tây vì do tình trạng đánh bắt kiểu là tận diệt luôn cái nguồn thủy hải sản á, chẳng hạn như là một số người thì họ lại đánh bắt bằng ghe cào, một số người chích điện thì làm chết luôn những cái loài cá có trứng, những loài cá có con nhỏ, nên thành thử là bây giờ loài cá này người ta cũng ăn luôn đó. Đó là một trong những cái nguyên nhân vì sao loài cá lao kiến này lại đến thời điểm này mới sử dụng rộng rãi như thế này. Bây giờ thì mình ăn nó hơi nguội dặn này, nó có vị tanh tanh đó, đúng không? Nói nhiều quá nguội. Ăn đi. Thật ra thì hôm nay mấy anh em chia sẻ những đoạn clip ngắn này không phải là những gì câu like hay câu view gì tất cả nha mọi người, nhưng mà hôm nay nếu mà không có một những người như anh Tâm nơi đây thì cái loài cá lao kiến này sẽ bị bỏ qua rất là lâu rồi. Nhờ anh Tâm thì mới làm những cái cá lao kiến này và đã bán dọc đường này cho đến ngày hôm nay mà rất là đắt. Ngày bán là 50 con ha, 50 ký. Mỗi ngày thì 50 ký, khoảng 200 con. Và đoạn đường mình chạy đến đây là khoảng 200 m thì có hai chiếc xe bán cá lao kiến như thế này. Có thể là ở đây người ta đang bắt đầu dần cái loài cá mà tưởng chừng bị bỏ đi ngay tại miền Tây. Ôi dạ. Thêm một cái phần má hành vô đây nữa, nó béo, cá nó béo thì... Đúng không, có má hành giống nó ngon. Nhưng mà nó thấm vào thịt nha, cái mỡ hành đó anh có ướp luôn á chứ không phải mỡ hành không. Nó hơi mặn mặn nhẹ. Những người mà làm YouTube như anh em của tụi mình á thì muốn câu chuyện mình hiểu biết cho nó rõ ràng hơn thì và giống như anh nói là không phải là câu view câu like gì, nhưng mà để cho hiểu rõ hơn thì đây là cái phim anh em mình chia sẻ. Cô bác quý anh chị mà thấy mà nó có gì đó thì cô bác quý anh chị bỏ qua. Còn nếu như mà để hiểu rõ thêm về một loài cá này á thì cô bác quý anh chị có thể chia sẻ để cho nhiều người biết được hơn. Vì đâu đó cái câu chuyện con cá lao kiến này nó là nguồn sống của vợ chồng anh Tòng ở thời điểm hiện tại. Nếu như mình không quay á thì vài ngày nữa đây có thể là người ta sẽ không hiểu, người ta ít mua lại và nó sẽ hạn chế nguồn thu. Với anh Tòng vẫn còn có con cái đi học và thời điểm này đây là nguồn thu nhập chính của gia đình của anh.
cũng mong video clip này sẽ mang đến cho cô bác quý anh chị hiểu rõ thêm về một loài cá lau kiến, một đặc sản gọi là gà lội nước như Quang Quê đã từng chia sẻ. Quang Quê có một cái clip ở trên YouTube là gà lội nước là gần tới 10 triệu view cô bác quý anh chị. Có lên YouTube lên đó đăng ký cho Quang Quê cũng như là mong thầy giáo sẽ cảm ơn cô bác quý anh chị đã xem video clip đến thời điểm này. Xin chào và hẹn gặp lại ở clip sau. Bye bye.